Trời ơi, từ giờ là mình không cần phải đi tìm trà măng cụt nữa rồi. Tại vì măng cụt đâu phải lúc nào cũng có mùa đâu mà tìm mọi người. Giờ người ta làm luôn cái trà măng cụt đóng chai như vậy nè, có quanh năm mà cũng là thương hiệu Việt Nam mình làm luôn nha. Rồi thấy thêm chai trà mãng cầu nữa. Tới công chuyện chiến này, hôm qua con nhỏ bạn của Bi nó xém bị xỉu tại vì đứng đợi người ta dầm trà trái cây quá lâu giữa trưa nắng. Đã yếu nó còn thích ra nắng nữa, mọi người thấy không? Tức ghê không? Hay tụi huyết áp còn thích đu trend nữa. Kỳ này về là bỏ cái tập ngựa luôn. Chưa gì hôm nay nghe báo đài đăng tin là sắp tới là Sài Gòn có thể lên 43 độ đó. Bởi vì nước uống nó quan trọng lắm. Mình chọn cái phương án nào mà nó an toàn tí đi nghe. Mà quan trọng là mấy cái vị như là mãng cầu, măng cụt như vậy rất là hiếm hãng nào có. Mà Circle K thì ở khắp nơi, cứ ập vào Circle K tìm là có liền rồi. Không có cần là phải chạy đi mua đâu hết trơn á. Cái trà này mình thấy còn có đào, có vải, có tắc mật ong nè. Nhưng mà mấy cái vị đó là do mình uống nhiều rồi nên mình thấy nó cũng không có đặc biệt bằng hai cái vị này á. Ui, cái quả măng cụt đó mọi người, mình rất là lo ngại về cái quả này tại vì nó cũng hơi khó mà ai về trời nó y chang luôn á mọi người. Mãng cầu thì khỏi nói rồi, thơm lắm luôn. Ban đầu mình còn sợ nó là kiểu bị ngọt đường hóa học á nhưng mà không hề luôn nha. Kỳ này là mấy bà khỏi tìm măng cụt đó nha, chân ái của mấy bà tới nơi rồi đó. Mấy bà ra Circle K mua liền giùm tôi nha.